Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Bro Game. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách có thể tìm kiếm và farm được polymer như các bạn ở dạng bột. Chúng ta không cần phải lên núi farm obsidian và làm ra miếng polymer. Các bạn chưa biết thì đây. Organic polymer này là một dạng bột chúng ta có thể tìm kiếm ở trong option, hoặc là còn một cách khác nữa là chúng ta có thể lấy từ trong con chim cánh cụt nha các bạn. Chim cánh cụt thì nó sẽ thường xuất hiện ở nhé ở bên vùng núi tuyết, đặc biệt là nó sẽ ở ven bờ biển các bạn. Chúng ta cứ đi theo ven bờ biển và chúng ta sẽ tìm được nó thôi. Đây đây là hang tuyết nha các bạn, như các bạn này chưa biết hang băng. Nó sẽ thường xuất hiện ở ven bờ biển như này. Các bạn farm thì một lượng lớn nó sẽ lượng lớn thì nó sẽ nằm ở option, các bạn có thể farm nhanh hơn, nhưng mà ở option thì sản xuất rất là lâu, nhưng mà các bạn có thể đi farm bằng chim cánh cụt nha bạn. Đây chỗ này khá là nhiều ngọc trai nè các bạn ạ. Mình sẽ dừng lại farm một tí ngọc trai. Giáp ranh của đất vùng núi tuyết và vùng cỏ thì các bạn sẽ thấy thì ngay vùng tọa độ khoảng là 40 20 thì các bạn tới vùng đó thì farm một cây rất là nhiều. Hiện tại thì mình đang tìm những con chuột chim cánh cụt. Vùng này thì không còn băng nữa nên tìm rất là khó khăn này. Ở bên vùng núi tuyết này thì thú ăn thịt khá là nhiều, quá hết năng lượng rồi. Quên thấy năng lượng này. Nếu các bạn qua vùng núi tuyết mà các bạn không mặc áo lông thì full set áo lông thì các bạn có thể bị mất máu dần do lạnh. Giờ ở đây thì mình đã mua, các bạn thấy cái góc phía bên cao bên tay phải thì mình đã mua gói kháng lạnh, độc và nóng. Trước mình bay ở đâu đó mình đã thấy rất là nhiều cái cục. Để mình bay lại ngay gần giáp ranh thì xem nếu có hay không. Các bạn nào đang xem thì đừng đừng quên like và hãy subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nhé. Mỗi like hoặc là đăng ký kênh các bạn thì ủng hộ mình rất là nhiều, giúp mình có thêm động lực để có thể ra những video tiếp theo.
rồi các loại ăn thịt nó khác thì tấn công nó thôi, tại vì nó rất là không có phản kháng lại nên nó sẽ rất là dễ bị các loại thú khác tấn công. Quan 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 đây nè, nó đây nè các bạn ạ. Cuối cùng thì mình đã tìm được nó rồi. Đây. Các bạn có thể thấy đây là một cặp nè. Nó rất là dễ thương nhưng mà mình không ngờ đến nó luôn ấy. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ giết nó để cho các bạn thấy được chúng ta sẽ farm. Khi bạn gọi thánh nó này thì dùng búa nó thì nó sẽ đây, các bạn có thể thấy là được ba organic polymer đó, các bạn thấy không, đây đây nó còn nhỏ mà, nhưng mình sẽ không giết nó nha các bạn. Thì các bạn có thể farm polymer bằng cách như thế, không cần phải lên vùng núi để farm obsidian nữa. Ok, và mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn nào thấy hay bổ ích thì hãy nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn.